dự án Master Home của thì là dự án thứ 6 về trọng điểm về chất lượng cao nhất của tập đoàn. Thì khó khăn lớn nhất của đối với dự án với phần thi công lắp đặt đá thì đó là cái phần mà mặt bằng thi công cực kỳ chật hẹp trong thời gian tiến độ cực kỳ ngắn. Thì đối với phần bình thường ra thì trong thi công lắp đặt đá thì sẽ phải thi công trước cái phần nội thất. Tuy nhiên thì hoàn thiện đá đang mặt ngoài đang trực tiếp thi công cùng với phần nội thất bên trong, dẫn đến việc mà cái mặt bằng thi công hạn hẹp đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên thì chúng tôi đã khắc phục hoàn toàn cái khó khăn đấy. Cho đến thời điểm này thì dự án đã hoàn thành đến 95-98%. Và chúng tôi quyết tâm là đến trước Tết Nguyên đán sẽ bàn giao toàn bộ các sản phẩm đá, lắp đặt đá cuối cùng cho dự án.